Chào anh, bạn quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay em sẽ test chim đi đàn ông. Model là AVR4311. Đây là dòng âm đi khủng long Patin sa băng, công suất lên tới là 580W. Dòng này thì nó sẽ có khả năng để kết nối mạng Internet, kết nối mạng LAN, điều khiển từ xa bằng smartphone và chơi HDMI, cộng quang, USB nhạc lớn led luôn nha anh em. Và bây giờ thì em sẽ test cái chức năng đầu tiên, đó là cổng kết nối HDMI, cổng Blu-ray. Rồi trên phần mềm smartphone anh em cài về giùm em là cái phần mềm là remote app nha, The Nom remote app. Và chim đi của chúng ta sẽ kết nối mạng LAN nha, và nó sẽ kết nối được cùng mạng nha, và điện thoại sử dụng wifi nha anh em. Rồi em sẽ test. USB nha, dòng này chơi được nhạc tốt lét luôn nha anh em. USB plug ok. Stereo 2 loa, multi stereo 7 loa. Biết em sang giàu con anh trắng tay, đâu dám treo cao to bầy cừu. Dẫu em tỏ ra thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em sang đầu anh cuối sầu tư. Giảm bass lại. Hai lọc hồng, lo center, lo surround,
Strabag. Tổng cộng là chơi Ontario là 7 loa. Đây là cổng mạng Internet bằng LAN, kết nối vào để điều khiển từ xa bằng smartphone. HDMI in, tín hiệu phát từ một cái nguồn HDMI từ bên ngoài. HDMI out sản xuất sang TV, chức năng ARC. Cổng quang kết nối từ Smart TV. Và đây là cổng CD, cổng analog để chơi nhạc từ đầu đĩa. Toàn bộ chất cắm mã vàng nha. Và nếu như anh em muốn sử dụng để làm giả mã DAC thì nó sẽ có cái cổng khu vực real nha. Hay là không? Và đây là thông số của chiếc đi Đà Nông AVR4311. Cấu hình khủng long nha, điện áp 100V và công suất của nó lên tới là 580W. Made in Japan. Cấu hình rất là khủng nha anh em. Đây là một dòng âm đi vừa gấu về công suất, chất âm và đặc biệt là gấu về công nghệ luôn nha anh em. Rất là đáng sở hữu và sưu tâm. Trên đây là video để test chiếc âm đi Đàn ông AVR4311 khủng long. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.